Liên quan tới vụ cô giáo tiếng Anh chửi mắng học sinh là óc lợn, sau khi thành lập đoàn kiểm tra trung tâm MST English, ngày hôm qua 8 tháng 5, Thanh tra Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã ra quyết định giải thể trung tâm Anh ngữ này và phạt hành chính đối với hành vi mạt sát học viên của bà Kim Tuyến. Vâng ạ, tuy nhiên mặc cho kết quả xử phạt thì tối cùng ngày trên trang mạng Facebook thì người dạy này tiếp tục thực hiện livestream thách thức cư dân mạng. Đồng thời cô cũng tuyên bố bản thân cảm thấy rất hạnh phúc với việc xử phạt hành chính vì đã thực hiện nghĩa vụ công dân. Hôm nay xem livestream này chắc là mất. Mới đầu livestream, cô Kim Tuyến đã nói nửa đùa nửa thật rằng ai xem sẽ phải mất 100.000 đồng. Cô cho biết MST English không phải ngừng hoạt động mà đang trong thời gian xin cấp phép từ đầu. Cô này cũng liên tục khẳng định trong livestream rằng chưa bao giờ nhận mình là giáo viên mà chỉ là người huấn luyện ngôn ngữ. Nói về việc bị phạt hành chính, người này nói rất hạnh phúc bởi đó là trách nhiệm công dân. Đồng thời, bà Tuyến không quên thách thức dư luận hãy tiếp tục chửi vì đã giúp bà thỏa mãn giấc mơ nổi tiếng. Cộng đồng mạng vô cùng bức xúc chỉ trích cách đối đáp hành xử của người phụ nữ mạt sát học viên và cho rằng bà đang tiếp tục thách thức dư luận dù đã lên tiếng xin lỗi. Đi tranh luận với người khác về việc là chửi bậy không được dạy, được chưa? Trên trán tôi không có chữ giáo viên, chẳng ai cho tôi cái mark danh tôi là một người huấn luyện ngôn ngữ, các bạn nhớ cái đấy. Các bạn ra sức, những đứa nào mà ra sức mạt sát nhắn tin nhắn cho tao lưu lại, tao thích thì tao sẽ cho chúng mày một trận, nhớ.